Xin kính chào quý vị các bạn, hiện tại mình đang có mặt ở nhà của anh Bến Ân ở quận Gò Vấp, Tiền Giang để quay video chia sẻ cho quý vị và các bạn xem thêm một số bonsai ha. Để một khối này, giá rất mềm luôn, vài trăm. Quý vị nhanh tay dừng lại ha. Rồi, chào anh. Rồi, chào anh Tâm, chào cô chú anh chị, mình tên Tùng Quốc ha. Em cũng tiếp tục về Lô Mai Giảo hạt Thủ Đức nữa nha cô chú anh chị. Hình thức của em vẫn là bào sống và xin tên Tùng Quốc cho cô chú anh chị mình nha. Rồi, đầu tiên em vô cây số 1 ha. Cây số 1 rất là đẹp luôn cô chú anh chị. Chỉnh cây ha. Chiều cao là 22. Hoành đây 11 ha. Đây, khối đế luôn của chú anh chị. Rất bầu luôn nha. Đó. Rồi, cây số 1 này 300 của chú anh chị. 300 thôi. 300. Rồi, cây số 2 ha. Hai chiều cao đây 12 ha. Sổ đây 2 tấc rưỡi của chú anh chị. Hoành đây 10 ha. Đó, sổ 2 tấc rưỡi luôn của chú anh chị. Quay sáng rồi đế luôn nè. Đó, đặt kẹo luôn nha. Rất bầu luôn của chú anh chị. Rồi, cây số 2 này 300 của chú anh chị. 300 thôi. Rồi, mã số 3 ha. Đi ha. Ờ, hai cây ha. Chiều cao đây có 5 mà có chút chị. Đây hoành 6 ha. Đây hoành 9. Đó. À, hai cây nó sát nhau cô chú anh chị về đóng hai bo ha. Rồi, cây mã số 3 này 150 cô chú anh chị. 150. Rồi, tới mã số 4 ha. Cũng tài cành đẹp nè, chiều cao 20. Khối đế luôn. Hoành đây là 12 ha. Đây, đóng khối đế luôn cô chú anh chị. Đó, rất đẹp nha. Rồi, số 4 này 300 luôn cô chú anh chị. Rồi, số 5. Số 5. Số 5 cao 20. Hoành 9 cô chú anh chị. Đó, là kèo đế luôn ha. Đặt đế luôn cô chú anh chị. Rồi, số 5 220 ngàn ha. 220. Rồi, số 6. Đặt đế luôn nha. Cao 19. Hoành 9. Nó đặt kẹo luôn cô chú anh chị. Kẹo quá xa đẹp luôn cô chú anh chị. Rồi số 6 này 200 cô chú anh chị. 200. Rồi mã số 7. Cao 19. Hoành 11. Đó gồm nguyên nồi đế luôn ha. Quái cây này, nhìn cây rất đẹp nha. Rồi số 7 này 160 ngàn. Rồi 160. Rồi kiều nữ ha. Đó rất quái nha. Rồi, mã số 8 nha, chiều cao 19, hoành 9, đó, đế nè, sổ này 2 tấc cơ chú anh chị. Đó, rồi, số 8 này em giao luôn 120 nha. 120. Rồi, số 9 đặt bầu luôn. Bích bầu nè. Cao 17, hoành 12, đó, đặt bích bầu luôn cơ chú anh chị. Rồi, số 9 này 200 cơ chú anh chị. 200. Rồi, số 10 ha. Cao 6, hoành 9, đó. Quái của chú anh chị, cây này mini nữa ha. À, nó dính vô của chú anh chị, cây nó dính nhau hết nè. Rồi, số 10 này 150 rồi của chú anh chị. Rồi, số 11, cao 9, hoành 9, khối đế luôn nè. Độ sổ đây 18 nha, đó, đạt bầu luôn. Rồi, 11 này 180 ngàn. 180. Rồi mã 12 ha. Cao 13. Hoành 9. Đó, đồ nôm sổ ha. Sổ đây 2 tấc 2 ha. Rồi mã 12 này 130 ngàn. Rồi 130. Rồi mã 13. Cao 20. Hoành 12. Đó, cục đế luôn của chú anh chị. Tay cành cũng đẹp nha. Rồi mã 13 này 180 ngàn. 180. Rồi tới mã 14. Cao 6. Hoành 10. Đó, khối đế ha. Đặt kẹo luôn cô chú anh chị nha. Rồi mã 14 này 180 ngàn. Rồi 180 luôn. Rồi tới 15. Cao 20. Hoành 11. Đó đế nè cô chú anh chị. Bịt luôn ha. Rồi mã 15 này 140 ngàn. 140. Rồi mã 16 ha. Cao 12. Hoành 11. Đó, khối đế luôn cô chú anh chị. Rồi mã 16 này 250 ngàn. Rồi 250. Rồi tới mã 17 ha. Cao 20. Hoành 12. Đó, đế nè cô chú anh chị. Cùng bích bầu luôn cô chú anh chị.
Rồi mã 17 này 300. 300. Mã 18. Cao 9. Quanh 11. Ồ, đặt đế luôn nha. Rồi mã 18 này 200. 200. Mã 19. Cao 10. Quanh 9. Đó, sổ này cô chú anh chị. Sổ này 2 tấc ha. Rồi mã 19 này 200. 200. Mã 20. Cao 18. Quanh 12. Rồi, cục để luôn ha. Rồi mã 20 này 170. Rồi 170. Mã 21. Cao 20. Quanh 11. Đó, 56 nè. Quá xuất sắc luôn rồi chú anh chị. Rồi 21 này 250 ha. 250. 22. Cao 24. Quanh 11. Đồng khối luôn rồi chú anh chị. Quá chuẩn gầy luôn ha. Rồi mã 22 250. 250. Mã 23. Cao 15. Quanh, quanh đã 9. Sổ này 2 tấc 7 ha. Đó. Quá xá nồi sổ ha. Rồi 160 nghìn. 160 thôi. Rồi tới mã 24. Cao 8. Quanh 8. Đây nguyên một nồi đế luôn của chú anh chị. Rồi 24 này 120 nghìn. 120. 25. Cao 11. Quanh 10. Đó, để nồm sậu ha. Rồi giá 150 nghìn. Rồi 150. Rồi 26. Quanh to ha. To nè coi chú anh chị. Đây cũng khủng ha. Cao 39. Quanh 24 quanh. Đó, khối đế luôn ha. Đó, chú anh chị nhìn kỹ ha. Rồi mã 26 này 750 coi chú anh chị. 750. Em gửi. Rồi mã 27. Quay đế luôn. Cao. Cao đây là 30. Quanh 24 quanh. Đây, khối đế luôn cô chú anh chị, một cục luôn ha. À, tên lưng nó lũa nhẹ miếng nha cô chú anh chị. Đó mà nó cũng liền ha. Đó đế nè, cục đế trồng luôn. Cây rất đẹp nha. Rồi mã 27 này 400 ha. 400. Mã 28. Đặt đế luôn nè. Cao 50. Quanh 24 quanh. Đó khối đế luôn nhiều người chứ gì. Đó đặt đẹp. Kẹo luôn. Cây lực cũ nha, cũ lực ha. Đó tài cảnh cũng rất đẹp ha. Rồi cây mã 28 này là 750 ha. 750. Rồi cái mã 29 ha. Cao 15. Quanh 11. Rồi 29 này 250. 250. Rồi tới mã 30. Cao 15. Quanh 11. Đó nồi đế nè chú anh chị. Đó nồi sổ rất đẹp nha. Nồi sổ này 2 tấc 2 chú anh chị ơi. Rồi giá 250 luôn. 250 luôn. Rồi mã 31. Này quái nha cô chú chị. Cây một cành bay, cây bay ha. Cao 13. Quanh 12 quanh. Đó đây có tược luôn. Chuẩn bị lên nút mầm ha. À, cây rất quái nha cô chú chị. Đó nhìn mẫu đế đã ha. Rồi mã 31 này 250 luôn cô chú chị. 250. Rồi mã 32. Cao 25. Quanh 20 quanh. Đó, quá xa đế nha cô chú anh chị, rất đẹp nè. Rồi mã 32 này 350 cô chú anh chị. 350. Rồi tới mã 33. Cao 30. Quanh 19. Đó. Rồi mã 353 này 200 ha. 200. Rất mềm. Rồi 34.
cao 10, hoành 9. Đó, nó để luôn coi chú anh chị. Rồi 34 này 160 anh. 160. À, 35. Cao 17. Hoành 8. Đó, nguyên nồi để nơm ha. Rồi, 130 ngàn. 130. Quái nha coi chú anh chị. À, 36. Cao 20. Quanh 16. Đó, nguyên nồi đế luôn nè. Đó, cây thì co lắc quái nha. Rồi, 36 này 400. 400. Rồi, mã 37. Đó. Cao 17. Quanh 8. Đây có cây đổ ha. Quanh đây 8 luôn. Cây nhỏ cái bự ha. Rồi, giá 180 nghìn. Rồi, 180. Rồi mã 37. Ủa 38 nha. Cây 38 nha cô chú anh chị. Chiều cao 18. Hoành 12. Nè, nguyên đầu đế luôn cô chú anh chị, đặt keo nha. Mã 38 này 300. Rồi, 300. Hoành to ha. Rồi mã 39 nha. Cao 30. Rồi. Hoành 26 hoành. Cộng, cộng bự luôn nè cô chú anh chị. Đó, lực lượng cây ha. Góc nhìn rất là đẹp luôn cô chú anh chị. Rồi. Mã 39 này 600 cô chú anh chị. Rồi, hoành cây rất là đẹp luôn nè. 600 thôi. Rồi tới mã 40. Cao 40. Cũng khá to ha. Hoành đây 19 ha. Tình lưng nó lũa đây nhẹ miếng nha cô chú anh chị. Siêu ha. À, cái củ thì rất to bự nè. Đó, đoạn lắc ha. Cây cũng rất đẹp nè cô chú anh chị. Rồi mã 40 này 250 rồi cô chú anh chị. Rồi 250. Mã 41. 50 cây. Hoành to ha, lực cây. Cao 39. Hoành 25. Đó, thế nè cô chú anh chị. Rất quái ha. Đại cành cũng rất đẹp ha. Rồi mã 41 này 350 ha. 350. Rồi tới mã 42. Thì quái ha. Cao 30. Đây ha. Hoành 14. Đó. Cũ luôn ha. Rồi 42 này 170 ha. Rồi 170. Rồi mã 43. Đó, chừng quái nha cô chú chị. Cao 12. Hoành 12. Đó. Cái này quái ha. Quái cây nè. Giống hình nhân ha. Rồi 43 150 cô chú chị. 150. Đó, cây quái quái nha. Rồi mã 44 ha. Khối đế luôn nha. Cao 30. Hoành 14. Đó, khối đế luôn nha cô chú chị. Nè. Tay cành nè. À. Rồi mã 44 này 400 luôn cô chú chị. Rồi tới mã 45 ha. Cao 29. Hoành 23 hoành. Này nó lũa đây nhẹ miếng nha cô chú chị. Và mấy cái này liền nó lên lục cục luôn nè. Đó. Cây rất là đẹp nha. U nặng ha. Rồi 45 này 350 luôn cô chú chị. 350. Chán luôn ha. Rồi tới 46 ha. Cao 24. Hoành 24. Đó, nguyên cục đế luôn cô chú chị nha. Rất là đẹp nè. Đó. Rồi mã 46 này 550 nghìn. Rồi 550. Quá đẹp cây luôn của chú chị. Rồi tới mã 47 ha. Cao 20. Hoành 12. Đó. Rồi mã 47 này 220 nghìn. 220.
Rồi mã 48 ha. Cao 29. Quanh 12. Rồi mã 48 này 250. Rồi 250. Rồi mã 49 ha. Chiều cao 30. Quanh 10. Đó. Mã 49 160.000. Thôi 160. Rồi mã 50. Cao 25. Quanh 8. Đây khối đế luôn của chú anh chị. Đó. Khối đế luôn ha. Rồi mã 50 giá 160 ha. Rồi, cuối clip em cũng chân thành cảm ơn cô chú anh chị mình rất nhiều nha. Cũng mong cho cô chú anh chị xem hết clip cân ấy cây thì ủng hộ cho em ha. Thì mong cô chú anh chị xem clip kỹ cây thì mã số có tên cây rồi ha. Thì em giao cây tới cô chú anh chị gán nhận giùm em. Tại vì cái này cũng công cực khổ của nhà vườn hết cô chú anh chị ơi. Một cũng đôi bên có một phần trách nhiệm lẫn nhau nha. Rồi em xin chào hẹn gặp lại cô chú anh chị mình những clip sau nữa nha. Rồi cảm ơn quý vị đã xem hết video ha. Rất mong quý vị ủng hộ cho bên anh. Rồi xin chào và hẹn gặp lại. Em đi qua đây được không? Yeah.